nữ nghệ sĩ Bình Tinh sẽ thay đổi với một không khí cải lương hùng quạng với trích đoạn cải lương rất nổi tiếng được mang tên Lương Sơn Bá. Chúc anh Đài xuống thức tức ạ. Chào, xin kính chào công tử. Xin chào công tử. Chim rừng yêu siêu phát này gầm đông. Nếu có thể cái lời của tôi, chúc anh Đài siêu phát này. Ba sinh đã lấy nhớ huy tình thì đưa Hà Nội chân qua không sao đành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sớm tiểu lâu. Kỷ vật còn đây người xưa còn đó, mà giờ đây đành tiễn biệt người yêu cất bước. Cùng hoàng sáng cùng in hình đôi bóng, người đào hồn nhạc lời thơ. Chim xa rừng một hướng cây nhớ gọi, người xa người tội lắm người ơi. Thà rằng không biết thì tôi biết rồi, hỏi nhà bồi nơi thêm. À, xin cảm ơn những cành hoa tình thương. Cảm ơn dạ. Mọi người, và tôi xin chúc cho mọi người có một buổi tối thật vui vẻ và tràn đầy hạnh dạ. phúc. Cảm ơn rất nhiều ạ. À.